đây là thời gian ở dưới lao của anh Tuấn. Học trò anh Tuấn. Ồ, anh giờ anh cắt đi, em quay, anh muốn muốn cắt thì anh cắt. Tóc tao lại. Ờ, đưa cho xa anh kiếp. Giờ em nè. Anh gửi chân lên. Thầy Thân ơi, bữa nay sao? Gió mấy chất lượng học trò sao? Nói chung là hôm nay gió còn tốt. Mà anh Hào làm tốt hơn gió. Anh Hào ra. Về nào? Thì tương lai anh Hào sẽ lên dán chạy với một tốc độ 200 m/s. Bao lâu rồi không chơi nhiều? 2 năm rồi, nhưng mà những kỹ thuật cơ bản vẫn còn nhớ. Chỉ là vợ con nó hành quá chân cuối. Phải lấy lại phong độ. Lấy cái môn này, để lấy lại phong độ. Anh Tớ có nói gì không? Đó, có chứ, nói nhiều chuyện anh nói chứ. Nói là đáng lẽ là theo như kinh nghiệm của mình và theo như cái kinh nghiệm của mình thì trong giai đoạn này đáng lẽ là ngày hôm nay gió phải tốt và bãi biển phải rất là đẹp. Tự nhiên chẳng biết như thế nào mà tự nhiên bữa nay sóng gió rần rần, gió không đều rồi giật rồi tán loạn hết, bãi biển là cũng không đẹp luôn đó, nên thành ra học trò nói thường trai không có nói thường trai không thành ra làm cho học trò của mình cũng khó khăn trong cái việc học hành.